Thưa quý vị, bình an là một khái niệm trừu tượng, nhưng có một triển lãm đã tìm cách cụ thể hóa khái niệm bình an một cách sinh động bằng cách thiết kế 7 trạm trải nghiệm bình an mang tới những trải nghiệm đa giác quan như nghe, nhìn, ngửi, chạm, những chất liệu của hai chữ bình an. Trong đó có một trạm được gọi là trạm sắc màu bình an, nơi mà mọi người có thể giải mã sắc thái tâm lý của mình thông qua những nét vẽ. Và triển lãm vừa diễn ra tại Đà Nẵng mới đây có tên gọi Tôi chọn bình an đã giúp mọi người kết nối với bình an qua những điều bình thường nhất. Con đến đây xong rồi con thích nhất cái gì ở đây? Con thích vẽ nhất. Khi con vẽ thì con vẽ gì? Khi là con giống free á. Giả dụ bạn bình an là một bạn nào đấy chẳng hạn, con thử tả cho cô xem cái bạn bình an bạn như thế nào. Khoai ạ. Đây là cái trạm sắc màu bình an. Thì ở đây thì các bạn được yêu cầu là vẽ ra bất cứ cái gì đến trong đầu mình mà không cần phải suy nghĩ. Thì cái hình ảnh lúc này thì là của một em bé. Thì nếu như để ý thì cũng thấy là các hình của em rất là nát. Rất là nát. Nó không ra hẳn một cái chủ đề nào. Đây là những cái tổn thương gì đó trong lòng. Cái nét vẽ nó cũng thể hiện cái tâm mình. Thế thì ở đây mình có một bức vẽ của một chị khoảng 40 tuổi. Thì cái nét vẽ ở đây nó hơi bị nát. Nó thể hiện là cái tâm xáo động. Bởi vì khi mà cái tâm bình yên thì nét vẽ nó thường là điềm mạnh. Thì trong tâm lý học những cái điều này nó thể hiện rất là rõ. Sau cái đại dịch đó, và sau rất là nhiều cái biến động gần đây trong xã hội và trên thế giới, thì cái lượng học viên mà đi học cái chương trình bình an nội tâm, sức mạnh nội tâm của chúng mình nó tăng lên rất là nhiều. Và nó phản ánh một cái thực trạng là cái nhu cầu về bình an rất là lớn. Cũng có nghĩa là họ đang rất là bất an. Trong khi một cái cuộc sống nó xô bồ và nó vật lộn với tất cả dịch bệnh rồi vấn đề về đời sống, thì nơi đây có thể là chỗ để mà người ta sẽ cảm giác bình yên. Người ta thường nghĩ rằng bình an là tôi may mắn thì tôi có một cuộc đời bình an, hoặc là nếu tôi có một điều kiện tốt hơn người khác thì tôi sẽ dễ bình an. Nhưng mà sự thật thì bình an là một lựa chọn. Ai cũng có hạt giống bình an, nhưng có người sẽ lựa chọn nuôi dưỡng và phát triển cái hạt giống bên trong mình. Và họ thường xuyên được thu hoạch cái hoa trái từ đó. Khi mà chị chỉ nhìn thấy đứa trẻ nó chơi và nó cười tươi thôi, cười vui vẻ thôi, là chị đã cảm thấy rất là nhẹ nhõm đấy. Đấy nó nói lên một cái điều là cái sự bình an nó là cái năng lượng nó có thể truyền từ người này sang người khác. Khi mình tiếp xúc với một người đang vui vẻ bình an, rõ ràng mình cảm thấy dễ chịu hơn. Thì đấy cũng là một cái thông điệp của dự án này nữa, đó là khi mình nuôi dưỡng được cái sự bình an cho mình có nó thì mình lan tỏa cho người khác, cho gia đình mình, trong môi trường công việc của mình, trong cuộc sống của mình hàng ngày. Vâng, thưa quý vị, có nhà báo đã từng đặt một câu hỏi đại ý là liệu trên bề mặt trái đất này có một vùng đất nào hoàn toàn thực sự bình yên, nơi mà con người không mang vác gì ngoài tình yêu? Hay chúng ta chỉ có thể tìm thấy những mảnh vỡ của vùng đất ấy ở nơi này hay nơi khác? Và có lẽ chúng ta vẫn có thể tìm thấy một vùng đất thực sự bình an hoàn chỉnh nếu kết nối sâu, nhìn sâu vào bên trong chính bản thân của chúng ta.